Dương Mịch vướng scandal, bắt trợ lý phục vụ như người hầu khiến netizen Trung tranh cãi nảy lửa. Bên cạnh diễn xuất tốt và visual ngày càng lên hương, Dương Mịch còn được chú ý với đời tư ồn ào, thường xuyên vướng scandal. Mới đây, một đoạn video do fan ghi lại tại hậu trường bộ phim Định luật tình yêu 80/20 cho thấy, nữ diễn viên có 4 nhân viên tới trợ giúp làm tóc, chỉnh trang phục và cầm hộ kịch bản. Tuy nhiên, có khoảnh khắc cho thấy một nhân viên của Dương Mịch ngồi xổm để đi giày cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, người này phải chờ tới 10 giây, nàng Bạch Thiển mới chịu nhấc chân xỏ giày. Không chỉ vậy, trang WeWe tiếp tục tìm ra thêm loạt ảnh Dương Mịch để nhân viên ngồi thay giày cho mình, chứng tỏ đây là một hành động rất đổi bình thường đối với nữ diễn viên. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung tranh cãi gay gắt. Một bên cho rằng Dương Mịch đối xử với trợ lý như người hầu và thái độ ngày càng chảnh chọe. Cô ta ngày càng hách dịch, bình hoa di động nhưng cứ tưởng mình là số 1. Đối xử với trợ lý như người hầu, chẳng lẽ không tự xỏ giày được hay sao? Cô ấy tưởng mình là bà Hoàng à? Ha ha, dễ sợ quá, mấy đại hoa đáng còn không chảnh bằng cô ta. Tuy nhiên, không ít netizen vẫn bênh vực Dương Mịch và cho rằng nữ diễn viên không làm gì quá đáng. Trợ lý được trả tiền để trợ giúp diễn viên mà. Tôi thấy đấy là điều bình thường, người ta là trợ lý cơ mà. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Chừng nào cô ấy chửi mắng trợ lý rồi hẳn nói ha. Trợ lý không than mấy người ý kiến làm gì. Cách đây không lâu, Dương Mịch bị netizen khui lại chuyện từng để nhóm trợ lý của mình có hành vi phản cảm với người qua đường trên phim trường. Theo đó, sau khi hoàn tất lịch trình quay phim, Dương Mịch di chuyển ra xe để nghỉ ngơi. Đã có 7 người trong tổ trợ lý của cô chặn đường của mọi người để nữ diễn viên có thể di chuyển dễ dàng. Ngay lập tức, Dương Mịch cùng ekip của cô nhận về khá nhiều chỉ trích. Đặc biệt, nơi mà nữ diễn viên đi qua không có vạch trắng dành cho người đi bộ. Việc 7 người chặn đoàn xe khiến cư dân mạng phản cảm. Nhiều người cho rằng, dù là ngôi sao hạng A, nàng tiểu hoa này cũng không được phép chiếm dụng nơi công cộng. Lúc này không ít người mắng Dương Mịch và đoàn đội của cô quá vênh váo. Một số khác cho rằng, nữ diễn viên không biết quản lý nhân viên khiến cho hình ảnh của bản thân trở nên tiêu cực. Nhưng các fan lại nhận định, đừng vì thế mà quy chụp mọi tội lỗi lên đầu Dương Mịch. Dương Mịch nhận về khá nhiều chỉ trích và bị tố vênh váo. Theo đó, hàng loạt ảnh trên phim trường của Dương Mịch cũng bị netizen đào lại và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong một bức ảnh, dường như tâm trạng của nữ diễn viên không được tốt cho lắm. Khi nhân viên công tác đến trang điểm lại cho Dương Mịch, cô vẫn luôn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay với vẻ mặt cau có. Không biết là do động tác của người trang điểm chưa ổn hay có ai nói điều gì mất lòng, nữ diễn viên bất ngờ quay sang, lườm đến rách mắt với vẻ khó chịu ra mặt. Không chỉ vậy, cô còn thản nhiên ngoáy mũi tại phim trường, bất chấp hình tượng. Hành động của Dương Mịch khiến netizen tranh cãi. Có người cho rằng cô mắc bệnh ngôi sao, mặt nặng mày nhẹ với nhân viên, không chú ý giữ gìn hình tượng của một nhân vật công chúng. Cũng có người lên tiếng bênh vực. Trời nóng như vậy, lại phải mặc nhiều đồ, cảm thấy phiền muộn, bực bội một chút là chuyện bình thường. Người bình thường cũng ngoáy mũi đó thôi, minh tinh thì cũng là người mà. Cho dù cô ấy móc móng chân, tôi cũng yêu cô ấy. Tuy nhiên, không ít fan Dương Mịch đã tung bằng chứng, nữ diễn viên không đối xử tệ với trợ lý như lời đồn. Trong lần xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh, cảnh phóng viên bắt gặp hình ảnh Dương Mịch cố gắng ngoài người ôm chặt lấy trợ lý giống như thể đòi cõng. Đây không phải là lần đầu Dương Mịch có những hành động dựa dẫm trợ lý như thế này. Trước đó, ba mẹ bỉm sữa vẫn luôn coi trợ lý giống như gối ôm, lúc nào cũng có thể ôm ấp và dựa dẫm. Nhiều người cho rằng, thái độ tươi cười của nữ trợ lý đã nói lên quan hệ của họ thân thiết thế nào. Dương Mịch cũng không chảnh chọe bắt nạt người khác như truyền thông đồn thổi. Trước Dương Mịch, rất nhiều sao Hoa ngữ vướng lùm xùm bắt nạt trợ lý. Điển hình như nữ diễn viên Lưu Đào, người ta từng thấy cô để trợ lý cầm nước hầu hạ mình từng chút một, hay bắt trợ lý phải đưa tay hứng đồ mình phun từ trong miệng ra. Suốt thời gian đó, mắt Lưu Đào chỉ nhìn vào màn hình di động, không thèm liếc nhìn trợ lý lần nào, như thể đã quá quen với việc này. Một người khác không thể không nhắc đến chính là lần Tần Lam Phú Sắc Hoàng hậu nổi đình nổi đám. Cô vì muốn lên khung hình đẹp và hoàn mỹ nhất mà bắt trợ lý quỳ gối suốt nửa tiếng đồng hồ để nâng micro cho mình giao lưu với mọi người. Hình ảnh này không chỉ khiến cư dân mạng phẫn nộ mà không ít phóng viên có mặt tại sự kiện cũng tỏ thái độ khó chịu với ngôi sao này.